là sử dụng app Logico. Đây là một ứng dụng giúp kiếm tiền online, tích điểm dưới dạng xu đổi thành thẻ cào với giao diện trực quan và vô cùng bắt mắt và rất dễ sử dụng. Tất nhiên là chúng ta phải tải cái app Logico này về rồi. Và sau khi mà tải xong, nhìn thấy ngay đây là có chữ thích, chúng ta sẽ like luôn fanpage Logico để nhận 100 xu đầu tiên. Chắc chắn là các bạn phải like nhá. Mà hình như là trên fanpage còn đang có một cái event rất là hoành tráng. Đây, hiện trên màn hình thì các bạn có thể xem rõ cái event mà Logico đang diễn ra. Tiếp theo chúng ta sẽ kiếm xu bằng cách tải các app và game được quảng cáo trong ứng dụng này để nhận xu. Và sau khi mà tải những cái app này xong thì phải bắt buộc chạy trong vòng 3 phút là bạn sẽ nhận được từ 700 đến 1.000 xu rất là dễ dàng. Ngoài ra với những game được tải từ Logico, người chơi sẽ được chiết khấu giảm phần trăm nếu có ý định nạp tiền vào game. Ứng dụng vừa giúp kiếm tiền đồng thời cũng có thể tiết kiệm phần nào cho game thủ mobile. Không những kiếm được xu bằng cách là download những cái trò chơi kia thì chúng ta mỗi ngày sẽ được tặng 100 cho đến tận 20.000 xu hoặc 50.000 xu. Sẽ có một lượt quay thường và các giá trị thưởng xu khác nhau. Với những lượt quay VIP, người chơi thậm chí còn có cơ hội trúng cả iPhone 6S Gold. Quá là hấp dẫn luôn. Đặc biệt là khi kiếm lượt quay VIP rất là đơn giản, chỉ cần hoàn thành các nhiệm vụ, đó chính là tải các ứng dụng ở phần săn xu này là xong. Nói chung là những cái app kiếm tiền online như thế này thì rất là phổ biến rồi. Thế nhưng Logico này khác biệt so với những cái ứng dụng khác như thế nào? Hiện tại thì Logico đang có một event rất là hấp dẫn dành cho các bạn tân sinh viên. Có hàng nghìn những thẻ cào, hàng trăm nghìn thẻ cào 20.000 đến tất cả với mọi người qua sự kiện báo điểm nhận thẻ cào. Đó là đối với những bạn tân sinh viên. Còn với những bạn sinh viên thì sao? Chúng ta sẽ không cần phải lo. Đó chính là sẽ có ngay 5.000 đồng. Thật ra là cộng 5.000 xu vào trong nick Logico của các bạn. Không những có một event rất hấp dẫn này thì Logico còn khác biệt so với những ứng dụng khác, đó là có tính năng chia sẻ với bạn bè. Chia sẻ như thế nào? Khi mà mời thành công một người sử dụng ứng dụng này thì bạn sẽ được hưởng vĩnh viễn 10% xu từ người đó, giống như kiểu là đa cấp với người này hút máu người kia. Chia sẻ về cách kiếm xu thì đã rất là rõ rồi đúng không? Nhưng mà các bạn chắc hẳn là đang thắc mắc bao nhiêu xu thì sẽ được bao nhiêu nghìn đúng không? Và 5.000 xu được 5.000. Và với số xu đó để đổi ra, các bạn có thể đổi thành Viettel, Mobi, Vina hay là Vietnam Mobile, hoặc là các thẻ cào game và thẻ Zing. Vừa rồi mình đã chia sẻ cách kiếm tiền, cách đổi ra tiền và những khuyến mãi vô cùng hấp dẫn của app Logico này. Và chi tiết khuyến mãi của app Logico này các bạn có thể xem ở link phía dưới, mình đã cho link ở phần description. Chúc anh em sớm thành đại gia, cường đô la không là gì đâu. Xin chào 500 anh em. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái phần mềm theo kiểu là tải ứng dụng để có thẻ điện thoại. Đó thì cái phần mềm mà mình muốn giới thiệu đó là cái phần mềm Logico. Cái phần mềm này thì mới ra mắt chưa đầy được một tuần thôi. Đó, cái biểu tượng con mèo kia chính là cái phần mềm đó. Và đây là giao diện chính của phần mềm. Thì nó có 3 tab là săn xu này, đó, chiết khấu và đổi thưởng. Thì ở cái tab săn xu này nó hiện lên tất cả những cái ứng dụng để cho chúng ta có thể cài và lấy xu. Đó, sau đó từ xu thì chúng ta có thể đổi thưởng được. Ok, săn xu như vậy. Còn chiết khấu thì các bạn cứ hiểu nôm na là khi các bạn tải game từ cái Logico này và các bạn nạp tiền vào cái game đó thì nó sẽ, ví dụ các bạn nạp được 20.000 vào trong cái game mà các bạn tải ở Logico thì chẳng hạn như là chiết khấu sẽ tùy từng game, thì các bạn ví dụ được 1.000 và bắn thẳng vào Logico, như vậy là tính ra mình chỉ mất có 19.000 thôi, còn 1.000 thì bay thẳng vào trong cái tài khoản Logico của mọi người. Đó, cái chiết khấu là như vậy. Còn bên tab đổi thưởng thì là thế này. Đây có Viettel này, Mobi, Vina này, Vietnam Mobile này, code game và thẻ của Zing. Đó, Viettel 10, 20, 50, 100 cũng đủ các mệnh giá hết rồi. Đây mình sẽ thử tải một cái nhá, xem có app nào mình chưa tải không nhá. Cái này nó phải là app mà các bạn chưa cài bao giờ nhá, trên máy thì mới được. Đây mình có cái app này, thử cài xem nào. Lâu quá nhỉ. Đây làm theo nhiệm vụ của nó, nhưng mà cái đánh giá thì không cần đánh giá cũng được mà. Đó, nhận này, cài đặt. Thì cái phần mềm này nó hỗ trợ trên cả Android và iOS, vì vậy là các bạn cứ yên tâm nhá. Kiểu đu mé 45 mê what the hell. Đây nếu bạn nào mà thích mà làm nhiệm vụ thì là có thể vào viết nhận xét này. Đó, đánh giá bình chọn cho nó 5 sao, sau đó gõ một cái gì gì đó thôi.
nhưng mà mình test mấy ứng dụng không cần biết đánh giá cũng được, chả có vấn đề gì. Đó, đấy, ví dụ thế này thôi. Đó, gửi. Ok, giờ thì đợi cái này nó tải xong thôi. À, mình dại quá lại chọn cái app nó mấy chục mê liền. Em mới ngu người chứ lại. Đó thì nói chung là cái này để anh em mình kiếm thẻ điện thoại chơi chơi thôi mà. Rảnh không có gì làm thì tải cái app về kiếm xu sau thì xóa. Đây mình hướng dẫn tiếp. À, tiếp tục đến cái phần vòng quay may mắn của nó. À, đây vòng quay may mắn của nó thì có quay thường và quay VIP. Cái quay thường là quay thường tức là khi bạn đăng nhập hàng ngày thì nó sẽ đều có một lượt quay thường. Đó. Còn quay VIP thì phải làm nhiệm vụ mới có cơ. À, đây nhá. À, xem nào. Điểm danh nhận thưởng. Đây. À, tức là các bạn đăng nhập liên tiếp 3 ngày thì được 1 lượt quay thường này. 9 ngày là 2 lượt thường này. Đó. 21 ngày là 3 lượt thường. 30 ngày là 5 lượt thường. Đó. Còn làm cái nhiệm vụ bên kia thì nó được lượt quay VIP các bạn nhá. Còn cái bên thường này là đăng nhập thôi. Đây, tức là các bạn đã cài đặt ứng dụng, tức là làm thành nhiệm vụ của nó ấy, thì 3 nhiệm vụ sẽ được 1 lượt quay này. Đó, 5 nhiệm vụ được 1 lượt quay, 10 nhiệm vụ được 2, 15 được 3, 20 được 5 lượt quay VIP. Đó, còn lượt quay VIP thì sẽ vào những cái ô su nó to hơn. Đó, và khả năng còn ra cả iPhone 6 cơ. Đây, đây cái vòng quay của nó như thế này. Đấy, à, những bạn trúng thưởng. Xem có thằng nào trúng nhiều không? Con 6S là 6S mà có chỉ có 16GB. Nếu mình trúng thì mình sẽ đề nghị với cái admin của cái app này cho mình góp thêm 1 triệu lên bản 64. Đó. Đây thì cái app đấy nó là cái VIP, cái quay VIP thì sẽ được nhiều xu hơn. Đó, có bạn may mắn lắm quay được toàn 20.000 xu, 50.000 xu là đổi phát ra thẻ cào luôn. À, quay ra xem cái app kia nó tải xong chưa. Ui lâu thế nhỉ. Wi-Fi này, cùi bắp này. Đó. Thì nói chung là cái phần mềm này nó cũng vừa mới ra được một thời gian. Vì vậy các bạn là cứ yên tâm mà chiến thôi. Đó. Mình đánh giá cái app này cũng tương đối ổn. À, có vòng quay may mắn này. Ừ, có gì? Điểm danh hàng ngày nhá. Cũng có gì? À, mời bạn nhận quà. Rồi chia sẻ và giới thiệu các thứ. Nói chung là cũng đầy đủ. À, những cái gọi là kiếm ăn cơ bản nhất của mấy cái trò... gì nhỉ? Make money online. Đó. Đây là mấy cái event của nó. Đó. Cái phần mềm này thì được cái là giao diện dễ nhìn, dễ sử dụng và nhanh. Đó, chứ không như mấy cái app khác. Mấy app khác mình đánh giá chậm lắm. Hạt xu nó không cộng luôn cho mình. Đó, cứ lâu lâu mới cộng cơ. Rồi, vẫn đăng tải. Có vẻ nhanh hơn một chút rồi. Thôi, wifi là cùi quá. Xem App Store cái gì không? Thế nhưng cũng chả có gì. Tách lại. Lukiko. Đó, thì các bạn là ấn vào mấy cái xu kìa là nó sẽ hiện toàn bộ cái danh sách những bạn trúng. Đó. Xem thằng nào trúng cái hack nick của nó vào mà ăn cắp xu. Mình nói đùa thôi, hack làm sao được. Bởi vì cái tài khoản này là cái tài khoản bằng Facebook. Đó, các bạn nhá. Cái app này thì đăng nhập bằng tài khoản Facebook. Vì vậy là khi log tài khoản vào thì các bạn đăng nhập bằng Facebook là ok thôi. Đó, rất là đơn giản. Gọi là có một cái app thi thoảng kiếm chơi chơi. Anh em rảnh không chơi game nữa thì vào tải mấy cái app của nó mà kiếm thẻ điện thoại. Bởi vì nhiều khi trời mưa trời gió cũng không biết đi đâu mua thẻ đúng không, cũng không nhờ được ai thì dùng cái app này luôn. Đây để mình quay ra nào. Quay ra app trang chủ này. Đó, lịch vạn niên 2016. Bây giờ mình sẽ mở cái app này ra. Đó. À, hủy đi, bật định vị làm cái CC gì. Rồi. À, mở một lúc đi, sau thì mình quay lại. Ngày 13 tháng 7. Ok. Quay lại. What the hell? Sao chưa được có chữ nhận xu nhỉ? Uầy, quay clip mà không làm được hẳn hoi làm đâu lắm. Đó. Vẫn chưa hiện là các bạn ấn mở app lại một lần nữa xem nào. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40.
Quay lại nhá. Cái này không được nữa, tôi xóa app này luôn này. Một, à đó, đấy, có chữ nhận xu. Thì các bạn ấn vào cái là nó sẽ cộng xu cho các bạn luôn. Mà nó không phải chờ theo ngày, có nhiều cái phần mềm thấy phải chờ một ngày, 24 giờ các kiểu, mất thời gian. Đó vậy thôi. Còn lại những phần mềm kia thì các bạn thích thì lại tải về và kiếm xu. Đủ coi thì cứ thế mà đổi thẻ. Đó, rất đơn giản đúng không Nam? Và ở clip này mình đã chia sẻ cho các bạn một cái phần mềm để các bạn kiếm thẻ điện thoại hàng tháng. Đó, phần mềm Lukiko. À, ở đó cũng có mã giới thiệu của mình. Bạn nào thích thì có thể nhập mã giới thiệu ủng hộ mình. Đó, và nhớ chia sẻ clip tới bạn bè, người thân để chúng ta có thể kiếm ít thẻ điện thoại tiêu cho đỡ buồn các bạn nhé. Và đến đây thì mình xin được khép lại clip này. Và hẹn gặp lại các bạn ở những clip khác. Xin chào và hẹn gặp lại.